Xin chào các bạn, để có thể tra cứu dư nợ thuế ngay trên điện thoại, người dùng có thể tải về ứng dụng eTax Mobile do Tổng cục Thuế Nhà nước phát hành. Ứng dụng có sẵn trên cả App Play và App Store. Sau khi tải về, người dùng đăng nhập bằng mã số thuế cùng với tài khoản cá nhân hoặc là đăng nhập trực tiếp bằng ứng dụng định danh điện tử VNeID. Giao diện ứng dụng eTax Mobile được thiết kế trực quan, dễ dùng với nhiều cái tính năng được tích hợp trong này. Phần chúng ta quan tâm nhất trong cái video ngày hôm nay là tra cứu thông tin quyết toán thuế. Các bạn có thể tìm thấy nó ở mục là tiện ích. Khi vào đây thì các bạn sẽ nhập cái mã số thuế của mình, thường là nó sẽ mặc định theo tài khoản của bạn, và sau đấy là chọn năm mà quyết toán. Thì thông thường là năm 2024 thì nó sẽ chưa có thông tin quyết toán đâu, các bạn sẽ chọn những năm xa hơn. Ứng dụng sẽ hiện thị loạt thông tin liên quan đến nơi mà bạn đã nhận lương, cần đóng thuế, thông tin về kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, theo quý, và số liệu này được cập nhật theo thời gian thực. Ở cái phần số 3 là phần dự kiến số thuế còn phải nộp nếu mà không có thông tin gì, có nghĩa là bạn đã hoàn thành tất cả những cái nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước. Ngoài thuế thu nhập cá nhân, bạn cũng có thể kiểm tra những thông tin khác liên quan đến các loại thuế, từ thuế giá trị gia tăng, cá nhân kinh doanh, thuế đất và các loại thuế khác trong phần tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế. Ví dụ, ở đây tôi có một cái khoản thuế tại Chi cục thuế thành phố Thủ Đức. Người dùng có thể tra cứu cái chi tiết về cái khoản thuế này ở cái phần xem chi tiết mắt đỏ này. Nhấn vào xem thì nó sẽ ra là cái thông tin về nghĩa vụ thuế, gồm có những cái tiểu mục, loại tiền, số tiền phải nộp, số tiền đã được xử lý, được truy thu, số tiền đã nộp và số tiền được hoàn, số tiền còn thiếu. Và một cái phần tôi thấy khá là hữu ích ở đây đó là cái phần mà công cụ tính thuế. Đầu tiên là bạn có thể nhập theo tháng hoặc theo quý. Sau đấy bạn sẽ nhập đối tượng áp dụng, là đối tượng áp dụng là cư trú hoặc là không cư trú. Ví dụ tôi chọn là cá nhân không cư trú, nhập tổng thu nhập cá nhân của tôi trong một quý và ấn tính thuế thu nhập cá nhân, thì ứng dụng sẽ cho tôi biết là với cái thu nhập đấy trong một quý thì tôi cần nộp bao nhiêu thuế cho cơ quan nhà nước. Và sau khi biết cái khoản thuế mình cần nộp, các bạn cũng có thể nộp thuế online ngay trên cái ứng dụng này.